Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chế độ của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái site đầu tư. Khi mà các bạn đăng ký và tham gia chương trình của nó thì các bạn sẽ nhận được 50 USD miễn phí. Và các bạn có thể sử dụng số tiền này để có thể nhận lãi suất hàng ngày nhé các bạn. Ok, rất là tuyệt vời phải không nào? Ok, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ngay bây giờ nhé. Các bạn sẽ nhấn vào phần Register này. Ok, các bạn điền đầy đủ thông tin vào cho mình. First name này, last name, username, và cái này là email của các bạn nhé. Các bạn nhập email thực nha. Ở đây thì các bạn nhập mật khẩu vào. Và các bạn nhập đây là mật khẩu giao dịch này. Cái này thì các bạn có thể lựa chọn một cái dãy số có 6 chữ số nhá. Ok, tiếp theo là username Telegram này. Ok, và tiếp theo là Skype. Các bạn có thể điền bừa đi, số điện thoại ấy. Đấy, cái này không cần thiết lắm. Sau đó các bạn tích vào tôi không phải là người máy và các bạn nhấn vào create account cho mình thì nó sẽ thông báo là chúng ta đăng ký thành công. Và các bạn check cái email để có thể kiểm tra được thư mục kiểm tra được thông tin của chúng ta nhé. Ok, đây thì mình đã đăng ký rồi. Và sau khi cái giao diện mà chúng ta đã đăng nhập thì nó sẽ như thế này. Và phần thưởng là 50 USD này các bạn này. Các bạn có thể lựa chọn những cái deposit như là Bitcoin, LTC và ETH. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn một cái đồng là Litecoin. Mình sẽ ghét là Litecoin thì mình sẽ đầu tư luôn. Tại vì mình thích cái số lượng nhiều. Đấy, Litecoin chúng ta sẽ được 1.226 Litecoin. Ok, các bạn nhấn vào phần get your bonus cho mình. Ok, thì các bạn có thể thấy là ở cái phần thông báo nó đã hiển thị là các bạn đã tạo một cái deposit thành công. Và các bạn sẽ có thể kiểm tra ở cái phần My Deposit của các bạn. Ở đây thì các bạn đã đầu tư 1.226 LTC và thời gian đầu tư của bạn là trong vòng 1 năm. Lợi nhuận mỗi ngày của bạn có thể nhận được là 0.0006 LTC. Rất là tuyệt vời phải không nào? Ok, đây thì mình sẽ kiểm tra withdraw xem là cái phần withdraw thì min rút là bao nhiêu. Min rút nó cũng không, min rút của Litecoin là, để mình sẽ kiểm tra nhé. Mình sẽ kiểm tra cái số lượng cái số min rút của các cái đồng coin để mình sẽ điều chỉnh cho các bạn về cái cách để các bạn lựa chọn cái gói đầu tư BTC hoặc là Litecoin hoặc là ETH. Đấy, là gói nào mà chúng ta có thể sớm rút được tiền nhất thì các bạn sẽ chọn cái gói đấy để các bạn có thể điền nhá. Ok, đổi LTC sang USD xem nào. Ở đây 0.05 like thì được bao nhiêu USD? 2 USD, ok. Nếu chúng ta đầu tư bằng USD thì các bạn min rút của nó chỉ là 1 thôi này. Nếu như đầu tư bằng bit thì min rút chỉ là 0.0014 này. Đó là 14.000 Satoshi à. Mình sẽ kiểm tra xem là cái min rút của thằng nào thấp nhất nhé. Wow, Bitcoin thì min rút rất là cao nhé các bạn. Các bạn không nên chọn Bitcoin nhé. Các bạn chọn ETH xem nào. Ok, như vậy là các bạn có thể thấy là các bạn, nếu như các bạn chọn deposit bằng USD thì chúng ta sẽ sớm rút được tiền nhất. Đấy. Và các bạn có thể rút về Payeer luôn. Đấy, khá là tiện lợi. Thế nên là các bạn nên lựa chọn
Deposit nhận thưởng bằng USD nhé, thì chúng ta sẽ sớm rút được tiền thôi. Đấy, mình không biết là cái này có rút được tiền luôn hay không, thì cái những cái gì cập nhật mới từ cái site này thì mình sẽ cố gắng nhé. Cộng đồng của nó chạy từ ngày 20 và hôm nay là ngày 22 thôi. 20 tháng 4 và hôm nay là ngày 22. Hy vọng là nó sẽ là một cái website uy tín và chất lượng để chúng ta có thể tham gia nhận thưởng và đầu tư. Đấy. Ở đây thì mình không khuyến khích cho các bạn tham gia đầu tư những cái site như thế này nhé. Các bạn phải cân nhắc trước khi các bạn có ý định đầu tư hoặc là phải có trách nhiệm với túi tiền của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc cho bạn kiếm được thật nhiều coin và thật nhiều tiền nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể ấn vào phần Affiliate Program này. Các bạn có thể giới thiệu thêm bạn bè cũng như là những người đăng ký sử dụng khác để có thể nhận được thêm số lượng bonus lên tới 20% lợi nhuận mà người của bạn giới thiệu được. Đấy. Khá là hay. Ok, chúc cho bạn kiếm được thật nhiều tiền nhé. Về những cái update cũng như là cái review mới nhất về cái site này thì mình sẽ cố gắng làm video sớm cho các bạn. Các bạn nhớ nhấn đăng ký, nhấn quả chuông bên cạnh để luôn được cập nhật những video mới nhất đến từ channel của Tiểu Sư Phụ nha. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.